cái dòng âm ly này, chất âm nó cứ gọi là trong vắt luôn anh em ạ. Ba giải âm mịn màng, rõ ràng, không hòa quyện vào nhau. Marzahn PM74D 9 triệu rưỡi, bao ship luôn. Theo em lên những ngôi đền vẻn vàng vẻn ngọc đắm chìm sông hàng vừa mới về cửa hàng Bóc Ni Lông và test luôn cho anh em đấy, zin test luôn, tuyệt đối luôn anh em nhá. Chạy 8 sò Minh Ao Địa Đông, Văn Phú Hà Đông, Hà Nội, khu đô thị Văn Phú. 74D nó là một trong những bộ âm ly quốc dân của dòng Marzahn ở phân khúc rất tầm tiền, 9 triệu rưỡi không bị đẩy giá. Con âm ly này là một trong những mã âm ly không bị đẩy giá, giá mãi mấy năm này vẫn tầm đấy thôi, không bị đẩy giá như mấy con âm ly mặt trắng phay nhôm của dòng Marzahn, chẳng hạn như PM4, PM6. Mấy con PM4, PM6 sách dép cho loại này anh em nhá. Bởi vì cấu tạo không bằng này, công suất không bằng này, không có những cái núm chỉnh chi tiết như này nhá. Đó. Mà nó đẩy giá lên bây giờ mới mấy triệu rồi. Ngày xưa bán còn rẻ hơn cả con này. Tem vàng, size 45,5, chiều cao là 15, chiều sâu 35. Hai hồi gỗ sơn bóng piano, 8 sò, một nguồn 4 tụ sơn bóng piano, hàng bãi zin đét luôn và đẹp xuất sắc. 220W 100V sản xuất tại Nhật, âm ly Mỹ thì nó đều sản xuất tại Nhật hết. Anh em có thể ghép với những dòng loa Mỹ hoặc loa Nhật đều được để nghe nhạc. Nó là dòng âm ly hay lên là cái việc ghép loa nó quá là dễ luôn. Sạc VinVega, AR, KLH, Adivin, Bow, JBL hoặc những dòng loa Diatoni, Yamaha, Onkyo của Nhật, Pioneer, Bass 30, loa cổ Bass 40, tận thoải mái luôn. Nói là chất từng giọt tiếng hát phát ra. Mức giá thì cực kỳ hợp ví luôn. Đẹp không điểm chê với một sản phẩm cũ anh em nhá. Anh em chỉ nhìn thấy những vết bụi hoặc là vết bám tay ở đây thôi. Đó. Không có một điểm là sơn sát lớn. Áo trắng ngày xưa thủa tim em không thay. Mắn mang mây nhịp trăng. Địa chỉ cửa hàng nằm ở khu đô thị Văn Phú, giáp tuyến đường sắt trên cao, đường Quang Trung, Hà Đông. Anh em có thể đến xem hoặc là xa đặt cọc gói gửi tận nơi. Hàng họ thì anh em yên tâm 1000% luôn cho nhanh nhá. Đang ghép loa Bass 30 của sạc VinVega, đôi loa 15 triệu và âm ly 9 triệu rưỡi, âm ly bao ship luôn 9 triệu rưỡi. Con sông dùng dành, con sông không chảy, sông chảy vào lòng miền Huế rất sâu. Con âm ly mà nó hay ấy, giải âm nó trong nó rõ ấy, thì anh em nghe được lâu, anh em nghe lâu nó không chán. Đó. Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao.